Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta cùng học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 66 luyện tập trung tiết 3. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 4 thì các em có thể tham gia nhóm Zalo gia hoàn toàn miễn phí bằng cách là các em mở Zalo bấm quét mã QR ở trên màn hình hoặc là kem theo đường link được đặt ở phần mô tả của video Kem nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia nha Để tiếp thêm động lực cho kênh Thành Đô Vlog Thì quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản được đặt ở phần mô tả của video Kênh Thành Đô Vlog xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh rất nhiều Tiếp 3, bài tập số 1 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Biểu thức nào sau đây có giá trị bé nhất rồi muốn biết biểu thức nào có giá trị bé nhất thì kem thực hiện phép tính giá trị của từng biểu thức 1. Trước hết là biểu thức 15 chia 3 phần 2. Chia cho 3 phần 2 thì kem nhân đảo ngược lên, kem nhân với 2 phần 3. 15 nhân 2 bằng 30. 30 chia cho 3 bằng 10 hoặc là các em chia cho 3 trước rồi nhân với 2 cũng được. 15 chia 3 bằng 5, 5 x 2 bằng bằng 10. Rồi tiếp theo. 4 phần 5 trừ 5 phần 10. Nhân với 5. Các em tính trong ngoặc trước. 10 chia hết cho 5. Vậy các em chọn 10 là mẫu số chung. Ta lấy 10 chia 5 bằng 2. Vì vậy ta có 4 x 2 bằng 8 5 x 2 bằng 10 8 x 10 trừ đi 5 x 10 Rồi các nhân với 5 ở bên ngoài 8 x 5 bằng, bằng 3 3 x 10 nhân với à, nhân với 5 3 x 5 bằng 15 15 x 10 15 x 10 là phân số chưa tối giản Nhưng chúng ta không vội rút gọn Mục đích là chúng ta để thuận tiện cho việc so sánh giá trị của 3 biểu thức Rồi tiếp theo Kem tính trong ngoặc trước 10 chia 5 bằng 2 Vậy ta có 1 x 2 bằng 2 5 x 2 bằng 10 2 phần 10 cộng 1 phần 10 bằng 3 x 10 7 x 3 bằng 21 21 phần 10 Rồi đây là lý do vì sao Chúng ta không rút gọn phân số 15 phần 10 Bởi vì sao Bởi vì chúng ta chọn 10 là mẫu số chung 10 là mẫu số chung Thì số 10 này Kem hiểu là 10 phần 1 10 phần 1 Ta lấy 10 chia 1 bằng 10 Vậy 10 x 10 bằng 100 1 x 10 bằng 10 có đúng là 100 chia 10 thì bằng 10 đúng không? Rồi 100 phần 10, 15 phần 10, 21 phần 10 100, 15, 21 thì số 15 là số bé nhất Tức là 15 phần 10 là phân số bé nhất Trong 3 phân số này Do đó biểu thức có giá trị bé nhất chính là biểu thức này Và cụ thể là biểu thức B này Tiếp theo là các em sang bài tập số 2 viết số thích hợp vào chỗ chấm. Mái nhà của phú ông lợp 3.000 viên ngói. Số viên ngói để lợp mái nhà của bờm bằng 2 phần 3 số viên ngói để lợp mái nhà của phú ông. Vậy để lợp mái nhà của bờm cần bao nhiêu viên ngói? Rồi các em biết là số viên ngói cần để lợp mái nhà của bờm bằng 2 phần 3 số viên ngói để lợp mái nhà của phú ông. Tức là các em tìm 2 phần 3 của 3.000. Muốn tìm 2 phần 3 của 3.000 thì chúng ta lấy 3000 nhân 2/3. Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số. Số viên ngói để lợp mái nhà của Bờm là 3000 nhân 2/3. 3000 nhân 2 bằng 6000. Nghìn. 6000 nghìn chia 3, 6 chia 3 bằng 2 bằng 2000. Được chưa? Hoặc là các em có thể à các em lấy 3000 chia 3 trước rồi nhân với 2 sau cũng được. 3000 chia 3 bằng 1000. 1.000 nhân 2 bằng 2.000. Rồi 2.000 viên ngói. Vậy để lập mái nhà của bờm cần 2.000 viên ngói. Rồi tiếp theo là kem sang bài tập số 3. Điền số thích hợp vào các ô trống này. Một tiệm may có 6 khay đựng chỉ. Mỗi khay đựng một màu chỉ. Trắng, xanh, đen, vàng, tím, đỏ. Biết số cuộn chỉ ở mỗi khay là như nhau. Tức là số chỉ được chia thành 6 phần bằng nhau Và tổng số cuộn chỉ là 360 cuộn Câu E Số cuộn chỉ trắng chiếm mấy phần mấy tổng số cuộn chỉ A. À, Kem biết là số chỉ được chia đều thành 6 phần bằng nhau Mỗi màu chiếm 1 phần Như vậy, số cuộn chỉ trắng chiếm 1 phần 6 Tổng số cuộn chỉ B. Tổng số cuộn chỉ đỏ và xanh là bao nhiêu cuộn Rồi các em biết là tổng số cuộn là 360 cuộn. 360 cuộn mà chia thành 6 phần bằng nhau, vậy mỗi phần là 360 chia 6 bằng 60 cuộn. Mỗi phần là 60 cuộn. Như vậy chỉ đỏ là có 60 cuộn và chỉ xanh cũng có 60 cuộn. Tổng số cuộn chỉ đỏ và chỉ xanh là 60 cộng 60 bằng 120 cuộn. Tiếp theo là kem sang bài tập số 4, kem điền số thích hợp và ô trống. Cô ba ở làng chuồn làm bánh khoái. Cô đã làm xong 54 chiếc bánh khoái. Trong đó 5 phần 9 số bánh là bánh nhân cá kình, còn lại là bánh nhân tôm. Vậy cô đã làm bao nhiêu chiếc bánh nhân tôm? Rồi, trước hết là chúng ta phải tính số bánh nhân cá kình. 5 phần 9 số bánh là bánh nhân cá kình, Tức là kem em tìm 5 phần 9 của 54 Muốn tìm 5 phần 9 của 54 Ta lấy 54 x 5 phần 9 kem em lấy 54 x 5 Được kết quả bao nhiêu? Chia 9 Hoặc là kem em lấy 54 chia 9 trước Rồi mới nhân với 5 Cũng được 54 chia 9 bằng 6 6 x 5 bằng 30 30 chiếc Vậy số bánh nhân tôm là Tổng là 54 mà nhân các kình là 30 chiếc. Vậy còn lại là nhân tôm là 54 trừ 30 bằng 24 chiếc. Vậy cô đã làm 24 chiếc bánh nhân tôm. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.